số 3. Ôi đây rồi, một cú dùng lết A băng ăn được cho mình con bi số 3 về lỗ xa. Quá tuyệt vời đến từ Hồng Gấm. Rồi. Chính xác rồi. Lần này thì không có sai sót xảy ra nữa. Điểm số thứ 5 đã có dành cho Gấm Kami. Ngay trong ván đấu đầu tiên thì có vẻ như là đang khá đơn giản cho Hồng Gấm rồi. Hồng Gấm đang rơi vào một cái tình huống của má của số 4 thực sự quá đẹp để có thể hái lại điều 5. Đúng là như vậy không? Rất chính xác. Tuy nhiên thì tình huống này liệu rằng Vy Anh có xử lý được con bi cuối hay không đây. Như vậy luôn đi thuận lợi để Hồng Gấm chốt con bi số 9 này, mở điểm trong trận đấu đầu tiên. Không có gì khó khăn cả, 1-0 dành cho Gấm Kami. Chúng ta sẽ tới với ván thi đấu thứ 2 của pha bi của Hồng Gấm. Wow, quyết định rất táo bạo của Gấm Kami, tấn công luôn con bi số 1 và thành công. Cực kỳ tuyệt vời trong tình huống xử lý vừa rồi. Quyền bắn được nhường trở lại dành cho Hồng Gấm. Bàn bi đã mở ra rất nhiều rồi. Tuột đi mất rồi và con bi cái đã rơi xuống lỗ sau tình huống xử lý của Hồng Gấm. Và đây là một tình huống xử lý lỗi nữa đến từ Vy Anh và rất đáng tiếc. Hay không để cho Hồng Gấm. Bi số 3. Ôi đây rồi. Một cú dùng lết A băng ăn được cho mình con bi số 3 về lỗ xa. Quá tuyệt vời đến từ Hồng Gấm. Sẽ là một cú đẩy của Hồng Gấm đi số 4 để lên được con bi số 6. Kỳ chính xác. Và bi cái cần phải trôi nữa. Rồi, liệu đây có phải là cơ hội để combo 6-9 cho Hồng Gấm hay không? Đáng tiếc là không thành công. Và Hồng Gấm không mắc sai lầm, 3-2 dành cho Hồng Gấm. Trận đấu vẫn đang rất là cân tài cân sức. Ý tưởng của Vy Anh sẽ là như thế nào với con bi này đây? Vâng, không được rồi. Pha cân con bi 9 về lỗ giữa, tôi tin là như vậy. Nó lại thành ra là cân 2 băng. Cũng không được. Rất đáng tiếc cho Vy Anh, con 9 nằm ngay cửa lỗ dành cho Hồng Gấm trong tình huống này. Và Hồng Gấm không thể sai được, 4-2 dành cho Gấm Kami.
Ôi con đi cái đang trôi về phía lỗ và chết cái sau tình huống xử lý của Vi Anh. Và đây là cơ hội dành cho Hồng Gấm với con đi số 4, sau đó thì liệu rằng có phải là 6 combo 9 luôn hay không đây. Rồi, sát rồi. Lần này không có sai sót xảy ra nữa, điểm số thứ 5 đã có dành cho Gấm Kami. Ôi, dòng không chính xác, rất đáng tiếc. Vẫn có may mắn dành cho Hồng Gấm. Xác rồi, không cần phải làm gì hơn cả. Rồi, điểm hưu đã có dành cho Hồng Gấm. Và lần này thì không có chuyện dư dày dư mỏng nữa rồi. Đó là tình huống xử lý của vị số 5 ăn gian vừa đủ và băng dài đến từ Hồng Gấm. Vẫn là câu chuyện chìa khóa từ 6 ra 7. Rồi, đi số 6 đơn giản thôi. Rồi, rồi, vâng. Không ăn lỗ này thì ăn lỗ khác ạ. Thì lỗ góc. Ôi, đáng tiếc là Vi Anh lại không xử lý thành công con đi số 9 vừa rồi. Cũng có may mắn là không chết cái. Nếu không thì kịch bản đã thực sự quá tệ. Sẽ khó dành cho Gấm Kami. Với cái hình bi này thì ý tưởng đầu tiên xuất hiện ở trong đầu tôi đó chính là cân con 9 về lỗ giữa. Và sẽ cùng xem Kami sẽ xử lý như thế nào. Trong trận đấu này thì một trong hai vận động viên sẽ có cơ hội bước vào ngày thắng. Còn cơ thủ còn lại sẽ phải xuống nhánh thua. Nên mặc dù mới chỉ là vòng 1 thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cả Gấm Kami và cả Vi Anh đều đang rất cẩn thận. Không được rồi, chưa chính xác. Con Vi tất nhiên là quan trọng, đó là con Vi đường xa. Vi cuối dành cho Gấm Kami. Và Gấm Kami không hụt. Điểm số chiến thắng đã có dành cho Hồng Gấm ở trong trận đấu mở màn tại B52 Women Open. Trận đấu thật sự là vô cùng căng não với 3 giờ đồng hồ thi đấu và tỷ số chỉ được khép lại là 7-5. Với con đi cuối cùng thật sự là quá định mệnh đối với cả hai nữ vận động viên. Chúc mừng Gấm Kami đã giành cho mình tấm vé tiến vào nhánh thắng của B52 Women Open. Và Vi Anh, những cầu thủ Vi Anh sẽ rơi xuống nhánh thua tại giải đấu này. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến, rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn khán giả trong trận đấu vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trước khi tới với những diễn biến tiếp theo tại B52 Women Open.